Hãy subscribe.
Kính chào quý ông bà và anh chị em. Thật là hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: nữ tu Anne Trần Thị Ánh Tuyết, Maria Anne Lê Thị Du, dỗ 41 năm; Anna Nguyễn Thị Vân, dỗ 21 năm; Maria Teresa Nguyễn Thị Biết, Simon Nguyễn Đức Ký mới mất tại Việt Nam; Maria Hồ Thị Thôn, dỗ 2 năm; linh hồn Agustino và các linh hồn, và đặc biệt cầu nguyện cho đại dịch sớm chóng qua. Nhân nhân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện sơn ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta mới nhận bước vào thánh lễ, ca đoàn hát một bài hát thật hay, một niềm vui trong Đức Kitô sống chung một giáo hội. Nhưng tất cả chúng ta đều mang một thánh giá riêng, như Đức Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm ngày hôm nay: ai muốn theo ta thì hãy bác thập giá mình mà theo ta. Đó là một đức tin, một xác quyết của mỗi người chúng ta là những người môn đệ của Chúa Kitô. Với tâm tình đó, chúng ta bước vào thánh lễ, xin Ngài hãy thêm sức mạnh và tăng sức cho chúng ta để chúng ta vác thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa Kitô một cách đích thực. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ca lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A reading from the book of Isaiah. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I did not turn backward. I gave my back to those who struck me, and my cheek to those who pulled out the beard. I did not hide my face from insult and spitting. The Lord God helps me. Therefore, I have not been disgraced. Therefore, I have set my face like flint, and I know that I shall not be put to shame. He who vindicates me is near. Who will contend me? Let us stand up together. Who are my adversaries? Let them confront me. It is the Lord God who helps me. Who will declare me guilty? All of them will wear out like a garment. The moth will eat them up. The word of the Lord. Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân của Ngài. Trong miền đất của nhân sinh. Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân của Ngài. Trong miền đất của nhân sinh. Này tôi đây, xin Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, và Ngài thương nghe lời tôi đêm ngày kêu khấn. Và giờ đây tôi thành tâm yêu mến hết lòng, trong ngày vui vâng trong ngày vui Ngài nghe tiếng tôi. Từ thần kia dây thừng luôn cuốn vây quanh tôi, và màng lưới âm phù luôn vây chụp lên tôi. Đời gian khổ tôi ở trong bi đát khôn cùng, tôi cầu xin xin thương Ngài cứu màng sông của tôi. Tôi sẽ tin đi trước thiên nhãn của Ngài. Trong miền đất của nhân sinh. Ngài công minh rất từ bi, xiến bao nhân từ gìn giữ những người luôn thân tha trên phong. Đời của tôi bao ngày qua gian khổ đau thương, nhưng Ngài đã cứu vãn đời tôi khỏi muôn khổ nguy. Bởi vì tôi được Ngài thương thoát khỏi tử thần, để cho tôi không lệ rơi, không phải vung ngang.
và giờ đây tôi mạnh chân tiến trước nhan ngời trong miền đất, ngay trong miền đất của nhân sinh. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan. Thánh Gia-cô-bê tông đồ, anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị nào không cơm ăn áo mặc mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng, người ta bảo Thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong những tiên tri. Bây giờ người hỏi, các con bảo Thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, Thầy là Đức Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính thưa quý bà và anh chị em, theo truyền thuyết kể rằng, sau khi Chúa Kitô chết đi, các môn đệ tản mát khắp nơi và họ rất sợ, sợ bị giết, sợ bị bắt bớ và tù đày. Rồi trong số đó, Phêrô cũng từ bỏ Jerusalem mà về nơi chốn của mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đang trên con đường đi về thì nhìn thấy hình ảnh của Thầy mình vác thập giá một lần nữa. Ông hỏi Cavadis, nghĩa là Thầy đi đâu? Thì Chúa Giêsu
quay lại nhìn Phêrô, ta trở về Jerusalem chết một lần nữa. Và lúc đó Phêrô bừng tỉnh lại. Ngài đã trao phó cho mình giáo hội, trao phó cho mình đức tin, trao phó cho mình cả một trách nhiệm là dẫn dắt dân Chúa. Nhưng bây giờ lại từ bỏ. Ông đã trở về Jerusalem và bắt đầu cuộc sống giao giảng tin mừng và làm chứng đức tin về Chúa Kitô phục sinh. Cho nên Chúa Kitô hôm nay trong bài phúc âm, Ngài mới hỏi các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Có người nói thầy là Gioan Tẩy Giả, có người nói thầy là Elia, có người nói thầy là một trong những tiên tri. Nhưng Chúa Kitô muốn xác định với các tông đồ rằng: còn các con muốn bảo thầy là ai? Phêrô là một trong những người tiên quyết luôn luôn đi bước trước so với các môn đệ khác. Ngài là Đấng Kitô, là Đấng đã được chịu, Thiên Chúa đã ban cho Ngài được sức dầu và tấn phong cho Ngài và ban cho Ngài quyền Mêsia, là một Đấng cứu độ. Cho nên Thánh Phêrô đã xác quyến rằng ngay từ lúc đó Chúa Kitô là vua và là Đấng Kitô. Nhưng mà cái điều quái thai đi, vừa nói xong Chúa Giêsu mới nói: ta phải lên Jerusalem để cùng chết với, để cùng chết và chịu đóng đinh. Phêrô kéo người ra bên ngoài: thầy không được làm như vậy. Chúa Kitô mới nói: cái quay của con suy nghĩ không phải là của Thiên Chúa mà của loài người. Bác thập giá theo Đức Kitô là một minh chứng và cũng là một sự đau khổ và đau đớn rất nhiều trong cuộc sống chúng ta. Phêrô chính vì đã hỏi thầy, thầy đi đâu, và ông không xứng đáng chết như Chúa Kitô treo thẳng mà chết ngược. Ông đã không cảm thấy không xứng đáng so với thầy mình, ông đã chịu chết treo ngược. Thập giá là một cái gì mà chúng ta cảm thấy rất đau khổ, nhìn thấy là nhìn thấy cái chết. Nhìn thấy là nhìn thấy sự đau khổ trong cuộc đời. Chúng ta cũng mang những thập giá như vậy. Và chúng ta cũng cảm nghiệm được cái sự đau khổ đó. Thập giá của tôi là gì? Có phải thập giá của tôi là minh chứng cho đức tin của tôi? Hay là thập giá của tôi là sự than vãn, trách móc Thiên Chúa không ban cho mình những điều mình cần thiết, những điều mình mong mỏi? Hay là mình so sánh thập giá của người khác nhẹ hơn thập giá của mình? Đó là một điều mà chúng ta cảm nghiệm được của mỗi thành viên của chúng ta là những người môn đệ. Trước khi tôi mới nói, ai vác thập giá mình mà theo thầy thì sẽ cứu được mạng sống. Nếu mà chúng ta chấp nhận thập giá của chúng ta trong cuộc đời và chúng ta không tham ban trách móc thì chúng ta sẽ cứu được chính mạng sống của chúng ta qua ơn nghĩa của tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu thập giá Chúa Kitô ban cho chúng ta. Trong đây tôi sẽ kể một câu chuyện có thể quý bà và anh chị em đã nghe rồi. Trên một cuộc lữ hành, đoàn người ai cũng vác thập giá của mình, lớn nhỏ đều vác chung cái thập giá của mình. Và có những thập giá rất nặng, có những thập giá bằng gỗ, có những thập giá bằng xi măng, có những thập giá bằng thép. Và ai cũng kiệt quại vác trên con đường lữ hành về miền đất hứa. Có một người vác thập giá mình, luôn luôn than khóc, luôn luôn chê trách và luôn luôn trách Thiên Chúa rằng: tại sao Ngài ban cho tôi một thập giá quá nặng hơn sức tưởng tượng của tôi? Anh ta đi trên con đường đó và cúi xuống cắt một khúc thập giá của mình đi, và anh ta bước vác lên, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn và anh ta cũng vui mừng vác đi theo đoàn người đó. Và đến một nơi và nhìn thấy một cái bức thảm thật là sâu, không ai bảo ai, mỗi người tự bỏ thập giá của mình băng ngang qua cái vực thẳm đó. Cho dù thập giá có dài, có ngắn thế nào,
mà thập giá cũng vừa khít để cho người đó đi qua. Và ai cũng đi qua bên đó, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Còn cái người đàn ông này, khi bác thập giá, ông mới đặt xuống và băng qua cái bậc thảm đó, thì thiếu một khúc. Ông ta không thể nào đi qua bên đó được. Và ông ta đứng bên này, tuyệt vọng và than khóc. Cho nên thập giá của chúng ta, đôi khi Thiên Chúa nói, chúng ta nói Thiên Chúa ban cho tôi thập giá quá nặng, không ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng với ơn Chúa, Thánh Phaolô đã nói, nhưng với ơn Chúa thì sẽ đủ cho con vác đi trong cuộc đời của con. Với niềm tin vào thập giá, chúng ta sẽ nhìn thấy cái ánh sáng của thập giá ban cho chúng ta trong cuộc đời. Đó là sự tin tưởng và sức mạnh của Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta. Và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn và chúng ta dễ chấp nhận hơn. Trong thánh lễ hôm nay và đặc biệt bài phước âm ngày hôm nay, xin chúc lành cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhận biết thập giá là sự chiến thắng của sự chết mà Chúa Kitô đã chiến thắng, Ngài đã đi qua. Cho nên Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh đó, tình yêu đó để chiến thắng những sự đau khổ trong cuộc đời chúng ta và bước đến một cuộc sống vinh quang nơi Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ăn sáng bởi ăn sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thề với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Và đã làm người, người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu đổ hình và mai ta. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã đến trong thế gian và trải qua nhiều đau khổ để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Với quyết tâm từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời nguyện xin. We pray for Pope Francis and all our church leaders. Guide them through your loving compassion to lead us towards eternal salvation. We pray to the Lord.
Lord, hear our prayer. We pray for those who volunteer their time in the service of God's people. May they always be a sign of God's mercy and hope to all. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for those who have died, that they may enjoy perfect happiness and total fulfillment in eternal life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin tông truyền và can đảm làm chứng cho niềm tin ấy bằng đời sống hy sinh, quên mình và dấn thân phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn có đời sống khiêm nhường, hướng thiện, biết loại bỏ những tính toán ích kỷ cá nhân để cư xử với mọi người xung quanh bằng tấm lòng chân thành quảng đại. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người thân trong gia đình chúng ta biết dâng lên Chúa những lúc chán chường, mệt mỏi và những căng thẳng, bế tắc trong cuộc sống thường ngày để cậy nhờ thần khí Chúa nâng đỡ, giữ gìn. Chúng ta đủ mạnh mẽ vươn lên với niềm tin yêu phó thác. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, bỏ mình vào vác thập giá theo Chúa mỗi ngày thật không dễ dàng. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin mà ban cho chúng con dư tràn nghị lực và sức mạnh để chúng con dám can đảm vác thập giá theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi theo tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, chào cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, chào cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và bến cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chính. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Timothy, Giáo Mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thân nhân mà đã qua đời tại Việt Nam và mọi thành viên trong cộng đoàn chúng con, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa kêu thế, và theo thể thức người giấy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất ta Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
gian chìm trong đêm tối sợ hãi, trên đất đang ấm như luôn xóa tan buồn đau đây đang giăng kín tâm can. Ngài muốn nói con hãy an tâm, có ta đừng sợ. Chúa đã có khi tiếng kêu vang lên cô đơn. Chúa đã không khi ta nhân ngập trong đau đớn biệt ly, trời cao đã không như muốn xóa đi ngàn giọt nước mắt rơi xuống ướt mi. Ngài muốn nói ta cũng trải qua đau thương biệt ly, và Ngài đã vui xuống bên đời con. Chúa đã không.
ơn ca đoàn hát bài qua bài hát thật là hay, thật ý nghĩa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý bạn, chị em chúng ta ngồi và có một mời ăn bình. Chị Mãn Tài Chánh có đôi lời và report về finance của cộng đoàn.
Kính chào cha, kính chào quý cộng đoàn. Nhân dịp cuối tuần này được gọi là cuối tuần bảo vệ trẻ em, cho nên văn phòng bảo vệ an ninh của địa phận có muốn con lên đây để nói đôi lời cùng với cộng đoàn. Vâng, như con đã nói, Chủ nhật ngày mai được mệnh danh là Chủ nhật bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, Hội nghị các giám mục Úc Châu năm nay đã quyết định đổi danh xưng này thành Chủ nhật bảo vệ an toàn. Điều này nói lên một cái suy nghĩ của địa phận, đó là không những các trẻ em cần được bảo vệ, mà là những người đã trưởng thành vì một lý do nào đó không có thể tự bảo vệ cho mình được, hoặc là những quý vị trọng tuổi, chúng ta dễ lâm vào cái tình trạng dễ bị người ta lợi dụng cách này cách khác, cho nên cần phải được bảo vệ bằng mọi cách. Và cái điều này cũng phản ánh cái sự phức tạp trong việc bảo vệ an toàn. Và cái điều thiết yếu mà chúng ta cần có đó là mỗi một thành viên của cộng đoàn chúng ta cùng làm việc để bảo chứng, và là coi như là chúng ta làm sao tạo lên một cái môi trường an toàn để cho mỗi một người trong chúng ta được an toàn. Chủ đề của tuần lễ bảo vệ trẻ em năm nay được dùng một cái câu, đó là mỗi em bé trong cộng đoàn cần được đối xử công bằng. Chúng ta biết là con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi để đối xử công bằng, đặc biệt là đối với các em, vì các em không có tự biết là mình sẽ phải có những cái gì, cần được những cái gì. Cho nên các em, chúng ta là người lớn thì cần phải chú ý và bảo vệ công bằng cho các em. Chúng ta cần phải bảo đảm là mỗi một gia đình, mỗi cộng đoàn có được những cái yếu tố căn bản cần thiết để cho các em trưởng thành và một cách lành mạnh. Và một trong những cái yếu tố cần thiết đó là tạo cái môi trường sinh hoạt ở trung tâm của chúng ta đây thật lành mạnh cho các em. Cũng cái, trong cái chủ đề này thì bà Andrea Merslin là trưởng ban bảo vệ an toàn của địa phận đã thực hiện một cái tập thơ nhạc. Đáng lẽ là chúng ta, họ đã gửi về cái form, một cái tờ giấy để kích hoạt để cho chúng ta, nếu mà muốn quý vị có thể ghi danh để gửi, chúng ta lấy về cho con em của chúng ta, nhưng mà cha bảo là không biết sao nó chưa tới. Thì khi mà cái kích hoạt đó tới để order cuốn sách tới thì con sẽ thông báo lên tin yêu, và quý vị có thể điền cái form đó trao lại cho con, hoặc là sơ thuận là thư ký cộng đoàn, hoặc là bất cứ em hình trưởng thiếu nhi nào, chúng con sẽ gom hết lại và để chúng ta sẽ lấy về những cái cuốn sách này. Nó free, nó không có tốn kém gì cả, cho nên là chúng ta lấy về cho con em của chúng ta xem. Cuốn sách này, cái cuốn thơ nhạc này, nó dựa trên chuyện tạo dựng và cũng câu chuyện vườn địa đàng, trong đó dạy cho các em biết nhận ra được cái sự cao quý của cái thân xác của mình. Vì cuốn sách nó mang nhan đề là em là thủ tạo tuyệt vời của Chúa, để cho các em biết tự bảo vệ lấy mình, biết trả lời không đối với những người đang cố gắng mà tìm cách thuyết phục và giống như là lợi dụng các em. Cho nên con sẽ thông báo đến quý vị khi nào mà cuốn sách đó nó về, những cái form đó nó về với cộng đoàn chúng ta. Vâng, con xin hết lời, xin cảm ơn cha và quý cộng đoàn. Trước tiên, đại diện cho Ban Tài Chánh và Cha Hồng, cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em trong những thời gian vừa qua đóng góp rất tận tình và rất đại lượng để chúng ta xây dựng cộng đoàn một cách thiết thực như vậy. Đồng thời, thời gian, sức lực, tiền của quý ông bà đóng góp cho trung tâm này, đó là những cái thành quả mà đức tin chúng ta đã đạt tới mức độ cảm thấy được bình an hơn, cảm thấy được sức mạnh hơn của Thiên Chúa ban cho chúng ta, và những điều đó chúng ta trả lại cho Thiên Chúa cho những điều mà Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống. Với tâm tình đó, tôi xin đại diện cho cha Hồng cảm ơn tất cả mọi người, cho dù một đồng, hai đồng, một 50, năm, 100, đó là cái tình cảm mà cộng đoàn đã dành cho cộng đoàn chúng ta. Như bài quá trong bài phúc âm, bỏ có hai đồng thôi, nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy cái tâm hồn của bà,
Bà nhìn thấy cái ước ao của bà đóng góp cho synagogue, nhà thờ, thì Chúa Giêsu mới nói bà đã đóng góp cả phần của bà. Thì như vậy, những điều mà chúng ta đóng góp đó là cả trái tim và tấm lòng yêu thương của quý ông bà dành cho cộng đoàn. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Và cảm ơn chúng ta vừa thấy anh Bình nhắc lại về safeguarding, bảo vệ an toàn. Thì chúng ta hãy chú tâm cho những điều mà chăm sóc cho các em một cách an toàn nhất về thể lý cũng như về tinh thần. Các em là những người rất dễ bị tổn thương, và những người cũng đang bị tổn thương, cho chúng ta có lớn hay có mature enough, chúng ta vẫn dễ bị tổn thương, nên chúng ta phải chăm sóc một cách an toàn. Những người chung quanh phải bảo vệ cho họ, vì đó là cái chính sách của chính phủ và cũng là chính sách của địa phận. Nên chúng ta cảm thấy điều này rất cần cho cuộc sống của các em và những người đang tổn thương. Chính chúng ta hãy chú ý điều đó. Và chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn quý bà và anh chị em, và chúc quý bà và anh chị em một đêm an lành. Cầu cho chúng con. Lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen.